Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Toyota Veloz Cross là một trong những cái dòng sản phẩm đang được rất hot ở thời điểm hiện tại, không chỉ là một trong những cái dòng sản phẩm đang được bán chạy cũng như được giảm giá khá nhiều ở trong quý 4 năm 2022. Ở trong tháng 11 này thì Veloz Cross có những chương trình khuyến mãi như thế nào, lăn bánh ra sao và cũng như là những cái ưu điểm nổi bật nhất ở trên dòng sản phẩm này là như thế nào. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ báo giá một cách rất chi tiết dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến dòng sản phẩm Veloz Cross và Veloz Cross Top có mức giá lăn bánh, có mức giá niêm yết lần lượt là 658 triệu đồng và 698 triệu đồng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới đó chính là về phần giá bán của dòng sản phẩm phiên bản Cross. Với phiên bản Veloz Cross ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có mức giá niêm yết là 658 triệu. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình giảm giá là 20 triệu đồng tiền mặt. Cùng với đó chúng ta sẽ được tặng thêm một bộ dán phim cách nhiệt bảo hành 10 năm và bộ chảy sàn da đi kèm theo xe. Vì vậy là nếu quý anh chị mà chúng ta cần lăn bánh ở Hà Nội thì mọi người cộng giúp Quyết là thuế trước bạ 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm và phí sử dụng đồng bộ. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì tổng cộng giá trị làm bánh sẽ là 739 triệu đồng. Lăn bánh cả tỉnh sẽ là 707 triệu. Nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu về trả góp thì rõ ràng chúng ta chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết là 20% giá trị quỹ chiếc xe, tương ứng với cả 131 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được dòng sản phẩm Veloz Cross rồi. Chênh nhau 40 triệu so với phiên bản top thì ở thời điểm hiện tại rõ ràng phiên bản top chúng ta sẽ có một cái mức giá bán tốt hơn, khuyến mãi tốt hơn. Với mức giá ở thời điểm lại là niêm yết 698 triệu đồng thì mức giá khuyến mãi ở thời điểm lại phiên bản top sẽ nhỉnh hơn khoảng 10 triệu so với phiên bản thường. Một lát nữa thì Quyết cũng sẽ chia sẻ cho mọi người về cái tính năng nổi bật của phiên bản top so với phiên bản thường. Ở thời điểm hiện tại trong tháng 11 này thì chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản nào là phù hợp nhất. Với mức giá là 698 triệu, hiện tại đại lý đang có chương trình giảm giá tổng cộng 35 triệu đồng thì bao gồm mọi người sẽ được tặng là 22 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, bảo hành toàn bộ xe, nghĩa là mọi người đâm va lật đổ cháy nổ xe hay là bị thủy kích thì hoàn toàn được bảo hành chính hãng, sửa chữa chính hãng. Cùng với đó sẽ được tặng thêm một bộ dán phim cách nhiệt và bộ chảy sàn đi theo xe. Vậy để lăn bánh được dành cho những quý anh chị mà chúng ta ở Hà Nội sẽ là 782 triệu đồng và lăn bánh ở tỉnh sẽ là 749 triệu. Ở đây thì Quyết đã trừ đi hết tất cả các phần khuyến mãi dành cho tất cả mọi người rồi. Còn nếu mọi người muốn vay trả góp đối với dòng sản phẩm của Veloz Cross Top thì mọi người chuẩn bị giúp Quyết là 20% giá trị quỹ chiếc xe, tương ứng với là 139 triệu đồng. Một trong những cái ưu điểm mà khi mọi người lấy sản phẩm của Veloz Cross Top hay là phiên bản thường thì ở thời điểm tại thì chúng ta sẽ được vay với tài chính của Toyota Việt Nam với mức lãi vay là 7,99%, nghĩa là nếu quý anh chị chúng ta vay 100 triệu thì mỗi tháng mọi người chỉ cần bỏ ra là 690 ngàn mà thôi. Đây cũng là một trong những cái ưu điểm của dòng sản phẩm Veloz vay ở thời điểm tại, khi mà tất cả các ngân hàng hiện nay, đặc biệt là ngân hàng cổ phần thì sẽ không có cái zoom tín dụng để cho mọi người vay một cách nhiều nhất. Đặc biệt là đối với dòng sản phẩm của Toyota thì chúng ta sẽ được hỗ trợ về tài chính của Toyota Việt Nam TFS. Một số những cái ưu điểm mà Quyết cũng đã vừa mới chia sẻ dành cho mọi người khi mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm Veloz Cross Top ở trong tháng 11 này, từ mức giá bán hỗ trợ từ nhà máy cho tới những cái chính sách bảo hành của đại lý, thì nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc kết bạn qua Zalo thì đội ngũ cũng sẽ tư vấn một cách rất chi tiết dành cho tất cả anh chị. Vừa rồi thì Quyết vừa mới chia sẻ cho mọi người về phần giá bán và phần khuyến mãi, thì rõ ràng rằng khi mà mọi người nhìn thấy ở thời điểm tại thì phiên bản top sẽ là một phiên bản lựa chọn rất là hợp lý khi chúng ta có cái mức giá khuyến mãi trên khoảng 10 triệu so với phiên bản thường. Một trong những lý do đó chính là cái thị trường cung cấp xe của Toyota ở thời điểm hiện tại sẽ với phiên bản top sẽ nhỉnh khoảng tầm 30% so với phiên bản thường. Vì đây là cái dòng sản phẩm chủ đạo của Toyota. Với mức giá bán niêm yết thì ở trong tháng 10 vừa rồi thì Toyota Veloz đang có bán được khoảng 2.300 xe so với phiên bản Expander. Một số những cái tính năng nổi bật của phiên bản Toyota Veloz Cross Top đó chính là chúng ta sẽ có thêm cam 360, vành tăng hơn 1 inch là 17 inch, có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm đó chính là cảnh báo tiền va chạm, tự động phanh ở mức độ đó chính là từ 10 cho đến 180 km khi mà xe sẽ hỗ trợ cho mọi người là tự động phanh, cảnh báo lệch làn ở trên tốc độ 50 km, và đó chính là kiểm soát hành, có thêm tự động bật tắt đèn pha chủ động ở trong trời tối, kiểm soát chân ga trước khi khởi hành và cảnh báo khi trước khi khởi hành. Đây là một trong những tính năng nổi bật hơn so với cả phiên bản thường mà Quyết muốn chia sẻ dành cho tất cả anh chị. Tất nhiên nếu quý anh chị mà chúng ta có
cái mức tài chính tương đối tốt thì mọi người có thể cân nhắc về phiên bản top so với phiên bản thường, vì chênh lệch nhau không quá nhiều, khoảng hơn 30 triệu thôi, nhưng chúng ta sẽ sở hữu được một số cái tính năng mà Quyết vừa nêu trên. Còn đối với phiên bản thường thì tất nhiên chúng ta vẫn có thêm, đó chính là sạc không dây, phanh tay điện tử auto hold, màn hình 8 inch 6 loa và 6 túi khí. Vừa rồi thì Quyết mới chia sẻ dành cho mọi người những tính năng nổi bật nhất ở trên phiên bản Tota Veloz và Veloz Top năm 2022 ở trong tháng 11 này. Và nếu quý anh chị mà chúng ta có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết, cũng như là đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh và nút like để ủng hộ đội ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.